Xin chào các cô chú và anh chị đã đến với vườn cua gạo Garden ạ. Hôm nay vườn chúng em lên một cây chiết cành nguyên bản Pop Ozone 2 màu trắng. Đây là giống hồng Mỹ, là thuần khí hậu nóng Sài Gòn. Cây này form hoa cổ điển, có mùi thơm. Hiện tại tầm cây đang cao tầm 100 cm. Cây đang nụ và hoa như hình. Anh chị nào, cô bác nào muốn mua hoa thì liên hệ với lại fanpage bên em nha. Giá cây hiện tại đang giảm giá còn 550 ngàn một cây ạ. Em cảm ơn mọi người. Cây số 2 là cây cổ Huế. Cây này bên em thường gọi là cây cổ Huế xịn, tại vì nó có hai cây giống nhau, là một cây là cổ Huế và cây Quế Son. Thì cây này là form cổ điển của Việt Nam, mọc mùi thơm, màu hồng bên trong quyện một chút hồng nhạt. Cây này hiện tại đang cao tầm 100 cm. Giá hiện tại bên em đang để là 550 một cây. Các cô chú và anh chị nào muốn mua thì liên hệ bên em nha. Cây này cây đang số 2. Thì hiện tại bây giờ em sẽ quay chi tiết cây cho mình xem. Cây đang nở hoa và đang nụ rất là nhiều. Cây này là cây nguyên bản nha mọi người. Cây đã thuần khí hậu nóng Sài Gòn rồi. Mình chỉ về tưới nước và chăm sóc theo hướng dẫn bón phân định kỳ bên em là cây sẽ được bung lụa như thế này thôi. Cây số 3, cây này là cây tri ghép Juliet triệu đô. Chiều cao cây tầm khoảng 1m8 đến 2m. Thấp thân là 1m. Thì cây đang bung lụa nở hoa như thế này. Hiện tại cây Juliet tầm cao này thì bên em đang để giá là 500 ngàn một cây. Cây đã thuần khí hậu hết rồi. Anh chị và các bác về chỉ cần tưới nước và chăm sóc bón phân theo hướng dẫn của bên em thì cây sẽ bung lụa như thế này thôi. Mọi người muốn mua thì inbox hoặc là inbox fanpage hoặc là Zalo bên em các bác nha. Cây hiện tại cây rất là cao, so với anh kỹ thuật viên bên em thì phải hơn một lóng đầu. Cây này nó phải ngang cao ngang với cây cột điện ở bên em rồi. Cây này thích hợp với trồng chậu hoặc là mình trồng xuống sân vườn. Cây số 4 là cây này cây xua hay gọi là sơ. Cây này là cây hồng Pháp, cây chiết cành đã thuần khí hậu. Chiều cao cây hiện tại là từ 170 đến 180 cm. Cây đang nụ vào hoa. Giống này là hoa thơm form cúp lâu tàn, thích hợp với trồng leo ban công hoặc là các vòm leo tại nhà. Giá hiện tại cây bên em đang là 900 ngàn một cây. Cô chú anh chị nào muốn mua thì liên hệ bên em nha. Cây đang form hoa rất đẹp, nhiều nụ. Tiếp theo đây em sẽ lên cho mình cây số 5 ạ. Cây này là một cây tri la phong ghép thân nhung. Hiện tại tầm cây đang cao 100 cm. Cây đang rất là nhiều nụ, rơi vào khoảng 20 đến 25 nụ trên cây. La phong thì là một loại hồng Pháp hoa thơm, được nhiều người tìm mua. Hiện tại cây bên em đang để giá là 750 một cây thân ghép nhung. Cây đã được thuần khí hậu Sài Gòn. Cô bác và anh chị về chỉ việc tưới nước và chăm sóc theo hướng dẫn của bên em là cây sẽ được bung lụa như hình ạ.
Hôm nay em lên cây số 6 cho mình. Hồng cổ Sapa, thân gỗ nguyên bản, thoát thân là 80cm, tổng chiều cao cây là 150cm. Cổ Sapa thì cây thuần khí hậu, dễ chăm, thì tưới nước bón phân là cây sẽ sung xuê hoa như vậy thôi. Bên em đang để giá là 1,5 triệu một cây. Cây bao sống 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng. Có chú anh chị nào muốn mua thì liên hệ bên em nha. Cây số 7 nha. Cái này là cây bạch ho. Đây là giống cổ Việt Nam. Giống này là hoa cúc rủ. Theo như một số người nói thì cây này có thể hòa với mật ong và có chữa bệnh ho. Thì cái việc này thì em vẫn chưa làm bao giờ, nhưng mà khi bị ho thì em mua thuốc ho chứ em không dùng loại này. Cây hiện tại tầm cao là 1m2 đến 1m3. Cây nguyên bản thuật khí hậu. Hiện tại cây này bên em là để giá là 1,2 triệu một cây. Bên em bảo hành cây cho mình 1 tháng, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc trọn đời. Hiện tại cây đang bung nụ hoa rất là đẹp. Phong cổ bạch ho thì nó khác với lại bạch xếp. Trong khí hậu nóng nó vẫn giữ được phong hoa. Còn là bạch xếp thì trong khí hậu nóng thì nó không giữ được phong hoa đẹp như thế này. Cây này cũng là một dạng cây hiếm ở Sài Gòn. Hôm nay em lên cây số 8 phát tài đây. Cây số 8 em là cây Hải Phòng, thân leo màu đỏ, phong hoa thì có thể là to như cái chén ăn cơm, nhưng mà không được bằng chén ô tô. Giống này là thuần khí hậu rồi. Cái đây là cây chết cành, vào chậu ổn định được khoảng hơn 1 năm rồi. Hiện tại cây chiều cao đang 1m8 đến 2m. Hải Phòng thì leo rất là tốt, hoa bền, có mùi thơm, thích hợp với leo rào hoặc là bờ tường, nhưng mà đừng vào nhà người khác ăn trộm được. Hiện tại cây này bên em đang để giá rất là đẹp, 1,5 triệu. Cô chú anh chị nào ở Sài Gòn muốn mua cây thì liên hệ bên em nhé. Zalo là 0966889393. Bấm phím 1 để gặp Google, mà bấm phím 0 thì gặp cô gái gia đình ạ. Em xin chào mọi người ạ. Mình cây số 10 nha. Cây này là cây hồng cổ Sapa, nguyên bản thân gỗ. Thoát thân là 80cm. Tổng chiều cao cây là 1m6 đến 1m7. Hiện tại này, cây này đang cây là cây chấn phái của vườn em. Nhưng mà chấn phái thì cũng phải cho ra đi đến nhà đẹp hơn. Vườn em chặt chỗ hết rồi. Cây này em đang để giá rất hữu nghị cho mọi người là 2,2 triệu một cây. Sapa thì dễ chăm rồi. Giống này là giống thuần khí hậu hết rồi. Không phải cây ở trên khí hậu lạnh chuyển về. Mình về chỉ việc tưới cây và chăm sóc bón phân theo hướng dẫn của cô gái gia đình thì cây sẽ bung lụa ngay thôi.
tán rất là rộng, từ 1.2 m đến 1.5 m. Form hoa chuẩn, chuẩn khí hậu nóng chứ không phải form hoa khí hậu lạnh nhé. Tán rất là sung xuê. Cái này mà ngồi ở dưới như cái dù bên trên luôn, che nắng nhưng mà không che mưa. Cây số 11, cây duy nhất trong vườn chứ không phải là gì hết. Cây này hiện tại đang cao 1.3 m, 1.4 m. Cây chiết cành và chậu ổn định, thuần khí hậu. Hiện tại cây đang hoa và nụ chưa hình. Bên em đang giảm giá cây này duy nhất trong ngày hôm nay, đó là giảm 450 còn 380. Hải Phòng phong hoa to như cái chén. Thế bên em sẽ bảo hành một trong vòng 1 tháng nữa, các bác nha. Cô bác, cô chú, anh chị nào muốn mua cây thì liên hệ bên em 0966889393, Zalo, Facebook hoặc điện thoại. Xin chào cô chú anh chị.